Chương trình thời sự trưa nay sẽ tiếp tục với một số tin trong nước đáng chú ý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ấm áp phiên chợ Tết không đồng cho bệnh nhi. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân mới Canh Tý 2020, trong chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh chiều hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua các thời kỳ đã từ trần. Thủ tướng đã tới dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dâng hương tưởng nhớ luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quyền Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Thủ tướng cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ công lao của nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công và Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và dâng hương tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố trên cả nước về thanh kiểm tra lễ hội năm 2020, trong đó nhấn mạnh phải xử lý nghiêm hiện tượng trục lợi lễ hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công trách nhiệm, có cơ chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các sở ban ngành trong công tác tổ chức lễ hội, đảm bảo lễ hội được tiến hành trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch diễn ra trong lễ hội, không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích lễ hội, không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đông người tới lễ hội để tuyên truyền quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Một phiên chợ đặc biệt ý nghĩa diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, góp phần đem đến một cái Tết ấm áp đủ đầy cho hàng nghìn bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đó là phiên chợ Tết không đồng với rất nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu ngày Tết và hoàn toàn miễn phí. Chỉ mới 8 giờ sáng, nhưng không khí tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã rất sôi động. Quên đi thời tiết mưa lạnh của mùa đông, nhiều bệnh nhi và gia đình đã có mặt từ rất sớm để tham gia phiên chợ Tết không đồng. Đối với các em, đây thực sự là những món quà tinh thần đáng quý, vừa sẻ chia, vừa tiếp thêm nghị lực để vượt qua những nỗi đau về bệnh tật, đặc biệt khi Tết đang đến rất gần. Nghĩ đến những ngày lễ Tết mà không được về với nhà mà có những món quà của đội tình nguyện thì chắc chắn là tư tưởng và cái bệnh của các cháu nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy rất là xúc động trước tất cả những tấm lòng của nhất là Bệnh viện Nhi Trung ương cũng như các cơ quan đoàn thể và các nhà hảo tâm đã chăm lo cho các cháu có một cái Tết thật là vui vẻ. Tuy rằng các cháu bệnh nặng nhưng cũng đây là một phần quý giá rất là lớn lao để vơi đi cái nỗi đau của các cháu trong những ngày Tết này ạ. Với 48 gian hàng đa dạng các nhu yếu phẩm như quần áo, bánh kẹo, mứt Tết, chương trình Tết không đồng mong muốn đem lại hương vị ngày Tết, khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và mang lại niềm vui cho 1.500 bệnh nhi đang điều trị dịp Tết Canh Tý. Những niềm vui trên từng khuôn mặt của các em hôm nay cũng chính là động lực cho các tình nguyện viên và ban tổ chức chương trình. Cho đi cũng có nghĩa là nhận lại, đem niềm vui đến với mọi người, mang ấm áp sẻ chia cho cộng đồng cũng là cách để đón mùa xuân mới ý nghĩa và ngập tràn tình yêu thương. Trong cái chương trình Tết không đồng ngày hôm nay thì tất cả các bệnh nhi đã được san sẻ tình yêu thương từ tất cả các tổ chức cá nhân đem đến cho các bệnh nhi. Và với những cái này tôi nghĩ rằng là họ sẽ ấm lòng hơn, họ sẽ cố gắng vượt qua được cái nỗi đau bệnh tật. Và về phía Bệnh viện Trung ương của chúng tôi thì cũng vẫn tiếp tục cố gắng để mà đảm bảo được tốt nhất cái công tác khám chữa bệnh cho các bệnh nhi trong những cái ngày Tết như thế này, cùng với những cái tinh thần của người bệnh sẽ đảm bảo tốt hơn. Cũng dịp Tết Nguyên đán Canh Tí này, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đón nhận hơn 1,6 tỷ đồng, hơn 17.500 suất cháo, hơn 5.500 suất cơm miễn phí và hơn 3.800 suất quà dành tặng cho các bệnh nhi. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung một sự khó khăn thiệt thòi. Chương trình hôm nay là một dịp để xã hội chung tay giúp đỡ các bệnh nhi cả về mặt tinh thần cũng như phần nào vật chất, mong muốn các em nhỏ có được những ngày Tết trọn vẹn và ấm áp. Tối qua, tức là 25 tháng Chạp,
Hội Hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh năm Canh Tí 2020 đã chính thức khai mạc tại công viên Tào Đàn. Hội Hoa Xuân sẽ đón khách tham quan từ nay đến hết ngày 6 Tết. Hơn 4.000 hiện vật thuộc các bộ hoa mai, hoa lan, hoa sứ, các loại cảnh ghép, cảnh cổ, trái cây quý hiếm, bonsai, non bộ, đá cảnh, cá cảnh, chim cảnh được trưng bày tại Hội Hoa Xuân năm nay, đủ để khách tham quan thỏa thích nhìn ngắm, thưởng thức, chụp ảnh lưu niệm. Mở cửa đón khách tham quan từ ngày 19 đến 30 tháng 1, tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết 6 Tết. Hội Hoa Xuân Canh Tí còn giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm độc đáo mới lạ như bộ sưu tập hoa lan lai tạo, lan đột biến, lan rừng Việt Nam, bộ sưu tập cây tùng từ Nhật Bản và Đài Loan. Năm nay cũng là năm thứ 40 Hội Hoa Xuân được tổ chức tại công viên Tào Đàn, đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa, du lịch, nét đẹp truyền thống ngày Tết của Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình là một số sự kiện quốc tế đáng chú ý. Anh Pháp khẳng định cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran. Nhật, Mỹ cam kết củng cố liên minh. Hôm qua, lãnh đạo Anh và Pháp đã tái khẳng định cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, cũng như tìm kiếm giải pháp cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran. Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết lãnh đạo hai nước đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Hòa bình Quốc tế về Libya tại Berlin. Hai bên nhấn mạnh các bên cần đưa ra khuôn khổ dài hạn nhằm ngăn chặn khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Các nước cũng cần phải giảm leo thang căng thẳng trong khu vực và phối hợp với các đối tác quốc tế để tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran cùng ngày cảnh báo Tehran có thể xem xét lại việc hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nếu các nước châu Âu tiếp tục có cách tiếp cận thiếu công bằng với Iran. Cũng trong ngày hôm qua, Iran đã bác tin nước này gửi hộp đen máy bay Ukraine gặp nạn hôm 8 tháng 1 cho Kiev để tiến hành phân tích. Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời giới chức phụ trách cuộc điều tra hay biết Tehran vẫn đang tìm cách phân tích dữ liệu hộp đen và hiện chưa đưa ra quyết định về việc gửi hộp đen cho nước khác. Tuy nhiên, Ukraine và Pháp là những bên mà Iran có thể yêu cầu hỗ trợ trong quá trình phân tích hộp đen. Cùng ngày, Hội đồng An toàn Vận tải Canada thông báo hai chuyên gia nước này tham gia quá trình điều tra vụ máy bay Ukraine bị bắn rơi tại Iran đã rời Tehran. Đồng thời cho hay hiện vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng về thời gian và địa điểm dữ liệu buồng lái và dữ liệu hành trình được tải về và phân tích. Những thông tin trên được đưa ra sau khi truyền thông Iran cùng ngày đưa tin hộp đen không thể được giải mã tại nước này và sẽ được chuyển tới Ukraine theo yêu cầu của Kiev. Nhật Bản và Mỹ hôm qua đã cam kết củng cố liên minh để ứng phó môi trường an ninh diễn biến phức tạp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cam kết được đưa ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Hợp tác và An ninh Tương hỗ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ là trụ cột không thể lay chuyển vì hòa bình ở châu Á và thế giới. Ông cũng cho rằng liên minh này cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Trước thềm lễ kỷ niệm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ra tuyên bố kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa quan hệ đồng minh giữa hai nước. Dù chỉ trước đó 6 tháng, ông đã chỉ trích Hiệp ước này là bất công và mất cân bằng. Hiệp ước Hợp tác và An ninh Tương hỗ được ký năm 1960 và là cơ sở để Mỹ đồn trú khoảng 54.000 lính tại Nhật Bản, giúp Washington có thể điều quân nhanh chóng tới các nước và vùng lãnh thổ trong và xung quanh châu Á. Lực lượng đồn trú này cũng có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng phòng vệ Nhật Bản, bảo vệ nước này trước mọi mối đe dọa. Những chiếc du thuyền đầu tiên đã bắt đầu hoạt động trở lại trên hành trình du lịch tới hòn đảo nổi tiếng Kangaroo của Australia sau cháy rừng. Đây là sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu cho sự khởi động lại của ngành du lịch Australia vốn đã thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ do cháy rừng. Chiếc du thuyền đầu tiên quay trở lại đảo Kangaroo không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần là một tour du lịch đến hòn đảo nguyên sơ nổi tiếng ở xứ sở chuột túi, mà còn là một chuyến tàu mang ý nghĩa đặc biệt, giúp người dân địa phương tại đây sớm phục hồi kinh tế sau thảm họa cháy rừng. Đảo Kangaroo vốn được biết đến là thiên đường của những loài động vật hoang dã, của những thảm thực vật phong phú. Thế nhưng đợt cháy rừng khủng khiếp vừa qua đã thiêu rụi 200.000 hecta rừng, đẩy nhiều loài động vật hoang dã đến bên bờ tuyệt chủng. Đợt cháy rừng lớn nhất trong lịch sử Australia đã khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và hàng triệu động vật hoang dã chết cháy. Tất cả các sự kiện thể thao ngoài trời cũng bị tạm dừng trong suốt thời gian cháy rừng. Đây là một tổn thất lớn cho nền kinh tế Australia, quốc gia vốn nổi tiếng với thắng cảnh tươi đẹp và những sự kiện thể thao lớn. Du lịch là một trong những ngành mũi nhọn của Australia, chiếm khoảng hơn 3% sản lượng kinh tế hàng năm. Tuy nhiên, các địa điểm thu hút khách du lịch tại những bang như Victoria, New South Wales hay Queensland
đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các vụ cháy rừng trong thời gian qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.